chào tất cả các bạn các chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Super Cup DD đỏ 70. Em này thì đời cũng khá là lâu rồi nha các bạn. Nhưng mà được cái là xe chính chủ, bao phí giấy sang tên toàn quốc, bao thử bao test, bao kiểm tra các kiểu luôn. Nào các bạn các chị kiểm tra thấy chạy ok thì mua. Bởi vì nó khá là cũ mà nó cũng còn sạch sẽ này. Mua về là mình chạy liền, không có sửa cái gì hết. Ví dụ mình thích nó mình gắn lên cái rổ đó, là mình đi ok. Cái xe này đời nó quá cũ rồi, DD đỏ chiếc đỏ 70. Và với chiếc xe DD đỏ 70 này, xe được cái là chính chủ, được làm sạch sẽ chính chủ. Em nó mang biển số là 50F1 48494. Máy móc thì rất là êm nha các bạn, máy móc rất là êm, nhưng mà được cái cơ bản là xe đời cũ nhưng mà giấy tờ thì lại ngon lành. Xe là chính chủ một đời chủ, ra cái giấy liền cho các bạn các anh chị luôn. Và các bạn các anh chị tới chạy kiểm tra hài lòng ý, mời các bạn các anh chị cùng ra phòng công chứng để ký hợp đồng công chứng mua bán. Và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán thì mình giao xe cho các bạn các chị xong cái nhận lúa là xong luôn nha các bạn. Và với chiếc xe Honda Cup 70 này, DD đỏ 70 này thì mình mong muốn bán với giá là 6 triệu nha các bạn, 6 triệu đồng. Một lần nữa xin thưa lại là 6 triệu đồng có một chiếc xe Honda Cup DD đỏ 70, giấy tờ kiểm chỉnh đầy đủ, bao phần bao test bao kiểm tra, bao cái giấy sang ra luôn. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều.